Xin đồng nhật chào mừng toàn thể quý vị đến với kênh YouTube của Luận Japan. Và hôm nay trong một buổi sáng rất là đẹp trời ở tại Anime Beauty, đây ở văn phòng của Luận, thì hôm nay có mặt sự có mặt của chị Hoàng Thúy, người đã xuất hiện cùng với Luận ở trên hai cái livestream về YouTube. Và chị có kể về cái hành trình mà cuộc đời chị đã sinh sống 43 năm ở Nhật Bản và đã trải qua cái giai đoạn mà bị ung thư máu và đã vượt qua. Bây giờ chị hiện thân ở đây là một người rất là khỏe mạnh so với lại 10 năm trước. Chị có thể chào khán giả và giới thiệu về bản thân mình được một chút được không ạ? Xin mời chị Hoàng Thúy ạ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả cùng cả nhà mình ạ. Dạ, chào anh Luận ạ. Thúy xin tự trân trọng giới thiệu, Thúy tên là Trần Thị Hoàng Thúy và là người đã sống tại Nhật Bản 43 năm và Thúy cũng đã làm một cái spa là chăm sóc da và massage body. Và trong khoảng thời gian Thúy bị ung thư, Thúy cũng đã nhờ một cái sản phẩm mà giúp được cho sức khỏe Thúy được hồi phục. Thúy mới phát tâm là đem cái sản phẩm này đem về quê hương của mình để mà giúp cho những cái đồng bào của mình, ai đó nếu mà xảy ra sự cố vấn nạn trong sức khỏe thì sẽ được hỗ trợ về sức khỏe rất là nhanh. Và sản phẩm này được hiệp hội 6.600 bác sĩ tại Nhật Bản, gọi là hiệp hội ngăn ngừa phòng bệnh trong tương lai, đã đóng được một cái mộc tiến cử. Trong đây ở Nhật Bản nó có là 4.000 mấy trăm cái công ty thực phẩm chức năng, nhưng mà chỉ có những sản phẩm mà được hiệp hội ngăn ngừa phòng bệnh đóng một cái mộc gọi là tiến cử cho dân để mà có lòng tin dùng trong sản phẩm, đó là cái công ty của Thúy đang dùng, đó là công ty Tensai khoáng chất thực vật cổ đại ạ. Cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Tí nữa thì chúng ta sẽ nói về sản phẩm hoặc là chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về sản phẩm một chút. Bây giờ thì em muốn em muốn cùng với quý vị khán giả tìm hiểu. Trước đây thì chị sang bên Nhật, sau đấy thì chị phát hiện ra bạo bệnh khi nào? Và khi mà phát hiện bạo bệnh đấy thì lúc đấy cái cảm xúc của chị như nào và cái nhân duyên như nào, thì sau đấy chị đi chữa bệnh như nào thì chị mới gặp được cái sản phẩm tuyệt vời mà đã giúp cho chị cứu sống được chị qua cái giai đoạn đó. Như các anh chị cũng biết, những người mà đi ra nước ngoài á thì có phải mang cái tâm trạng là giúp đỡ gia đình không ạ? Bản thân cũng của Thúy cũng vậy, vì gia đình mình có tới 8 chị em, má Thúy sanh 8 chị em, má và ngoại sống trong một gia đình rất là khổ, cho nên trong môi trường sống của gia đình mình mà hồi nhỏ tới lớn thì mình thấy mẹ mình, ngoại mình, cha mẹ mình thì khổ, thì làm một đứa con muốn trả hiếu cho cha mẹ. Thì bên này thì khi mà ở bên Việt Nam với vật giá ở bên Việt Nam mình tìm một ngày có một vài triệu thì rất là khổ, nhưng mà khi qua anh đây mình tìm một ngày có thể kiếm được 10 triệu 20 triệu thì mình cảm thấy là mình đi cài thì mình giúp đỡ cho gia đình được thoải mái hơn. Thì Thúy lúc đó là Thúy chỉ biết đi cài thôi, một ngày 3-4 chốt đi cài, chỉ thấy là mình làm được một ngày kiếm được một tháng kiếm được tiền được nhiều thì mình giúp đỡ cho được cho cha cho mẹ nè, cho anh em cho chị em mình vượt qua cái khổ. Thì tất cả không phải riêng gì Thúy, những các bạn mà có thời của Thúy đi vượt biên qua thì ai cũng mang cái tâm trạng đó. Cho nên lúc đó thì khi mà đi làm á, các bạn có biết không, sáng ngủ dậy thì lo cho con xong rồi lật đật chạy đi cầm cái bánh mì vừa ăn vừa chạy, rồi buổi trưa thì làm xong thì ăn, nếu trong hãng nào cho mình cái cơm thì mình ăn, còn không có thì mình cũng sẽ mua là cái cơm vắt ở Nhật nó gọi là cái cơm mà họ nắm là nắm cục lại, thì trong đó nó chỉ có được một vài miếng thịt, hay là có cái thì nó họ có ume hay là có cái rong biển vậy thôi, nhưng thì cũng không đủ dinh dưỡng. Thì lúc đó chỉ nghĩ no bụng là xong rồi, tối về thì nào là con cái rồi lo giặt giũ lo cho gia đình, thì bẩn chật quá thì thôi đổ cúp mì ăn cũng xong, hả cha, miếng canh ăn xong để có thời gian để ngủ nghỉ. Thì cứ năm dài tháng rộng thì ngày này qua ngày kia mình cứ không có chăm sóc sức khỏe mình á, rồi khi đó thì cũng biết ơn là cái ông bác sĩ mà chăm sóc ông xã Thúy. Thực ra khi mà Thúy phát hiện bị ung thư thì ông xã chị của Thúy lúc đó đang nhập viện cũng bị ung thư gan, cho nên nó là nhờ cái ông bác sĩ đó, ông nói là ô
cái mặt của vợ của bà của anh sao tôi thấy có cái vấn đề về sức khỏe. Thôi thì bây giờ đi xuống dưới phòng dưới lấy máu khám máu, tôi sẽ khám đặc biệt cho vợ của bạn. Nên Thúy đi xuống xuống khám lấy máu khám máu thì bác sĩ biểu Thúy là đi liền lên bệnh viện ung bướu lớn ở Tokyo. Thì khi mà Thúy đi đến đó thì ông xã Thúy đã đang nằm bệnh viện, cho nên Thúy cũng không có báo cho anh biết để sợ anh buồn anh lo. Nên là sau khi mà Thúy phát hiện được mình bị ung thư thì ông xã Thúy 10 ngày sau là ra đi. Khi mà đốt cái xác á, ở Nhật nó có phong tục là đốt xác. Khi mà gấp xương của chồng á, Thúy cũng nghĩ là ngày mai mình cũng sẽ giống như ông anh vậy. Thí dụ như 1 tháng hay là 2 tháng hay 3 tháng lộc năm không biết mình cũng sẽ là như vậy. Nhưng cái ngày còn lại của mình nó là được bao nhiêu ngày, thì lúc đó là Thúy không biết để làm cái gì để mà mình sống trọn được rồi cái một cái ngày, những ngày còn lại. Thì trong đó là cái trăn trở của Thúy là Thúy đi vượt biên mấy mươi năm mà lúc đó là chưa trả hiếu được cho mẹ mình. Và Thúy còn cái trăn trở đó là Thúy về Việt Nam để sống bên mẹ và lo cho mẹ rồi ra đi. Thì không ngờ khi về Việt Nam, Thúy đi thông dịch cho cái công ty Tensai này. Và Thúy nhận được cái khoáng chất này. Cái khoáng chất này có đặc điểm là Thúy bị bệnh ung thư máu. Là cái ung thư đó là tại vì ngày xưa nghèo á, cho nên mình không có biết cái cuộc sống như thế nào. Mình cái những cái đường mương mà nó đen đen á các anh chị, thì những cái rau nó chạy theo bên đó. Mình cứ hái những cái rau đó thì thực ra những cái rau đó nó có kim loại nặng rất là nhiều. Mà hồi nhỏ mình nghèo, mình đâu có biết, mình đâu có tri thức, mình biết hiểu những cái điều đó. Mình ăn cái nhiều đó nó tích tụ kim loại nặng trong người nhiều quá. Thì cái ung thư của Thúy nó gọi là bị kim loại nặng nhiễm trong máu chứ không phải gọi là ung thư. Nhưng mà khi mà cái kim loại nặng nó nhiều quá, nó làm cho hồng huyết cầu và bạch huyết cầu mình không sinh ra được. Nhưng mà ở Nhật cái thời đó là không có một cái sản phẩm nào để đào thải kim loại hết. Chứ bác sĩ có nói vừa có xạ trị quá trị thì nó cũng ảnh hưởng về tới máu hết. Mà tại vì chị Thúy không có u, không có gì ở trong đó, chỉ là trong đường máu thôi. Mà ở bệnh viện nó nói là mình không khỏe thì nó cho mình thuốc để khỏe thôi, chứ không có đào thải kim loại nặng là được. Nhưng mà thì sau khi Thúy thông dịch cho công ty này thì cũng biết ơn cái người mà Thúy đi thông dịch, họ tặng cho Thúy 3 hộp khoáng. Và Thúy dùng đó là khoảng chừng mấy ngày sau thì đi cầu, đi tiểu, nó ra những cái đen ở trong đường tiểu, và đi cầu nó ra những cái đen trong phân. Và từ đó kim loại nặng Thúy giải từ từ ra là Thúy được khỏe mạnh. Trong vòng 8 tháng Thúy đã giải được những cái kim loại nặng trong cơ thể, và Thúy khỏe mạnh. Sau khi đi khám bác sĩ thì Thúy không còn những kim loại nặng trong cơ thể nữa. Nên là Thúy biết ơn cái công ty này, và Thúy nguyện phát cái tâm đem sản phẩm này về Việt Nam giúp cho đồng bào của mình. Và khi mà sản phẩm này nó có một cái lợi ích là bất cứ như mình ăn những cái chất bảo quản như các tinh mùi hả, những chất hóa học nào nó xâm nhập cơ thể mình có thể uống, nó sẽ đào thải được. Sau khi mà Thúy được cái thân thể được khỏe mạnh rồi, Thúy là đi học về cái cách sống như thế nào để giúp cho mình sống tốt. Và Thúy hiểu được một điều là các anh chị à, bây giờ thực phẩm, tất cả những cái gì đều có chất bảo quản, những cái tinh mùi. Người ta làm một cái bánh bằng cái bột thôi, nhưng họ bỏ một cái chất gọi là tinh mùi vào trong đó để làm cho vị giác của mình nó mất vị giác đi, và làm cho mình cảm thấy cái nó ngon và mình ghiền cái món đồ ăn đó. Và cái đó là cái chất nó không có thích hợp với cơ thể mình. Mình ăn mỗi ngày vào trong cơ thể mình thì cái đó là cái mầm bệnh nó sẽ phát sinh ra từ đó. Cho nên cái sản phẩm này mình vẫn ăn những món mình thích được, nhưng mà mỗi ngày lần mình ăn mình sẽ uống cái nước đó vào và nó sẽ đào thải, nó sẽ thanh lọc cơ thể mình mỗi ngày. Thúy đến đây là hôm nay là Thúy chỉ muốn là để cho mọi người có nhiều sức khỏe, chứ không phải là bán để mà thu nhận. Tại vì Thúy có cái thu nhập ở bên này rất là lớn, cho nên là Thúy nhận được cái ơn huệ từ trong sản phẩm này. Và Thúy cũng có cái niềm đau khổ là ông xã của Thúy không biết trước cái sản phẩm này trong vòng 3 tháng thôi. Và xã anh đã ra đi. Và Thúy là một người may mắn nhận được cái sản phẩm này, và Thúy cứ còn sống ở lại đây. Và cũng đâu đó hôm nay trên cái live stream này, đâu đó các bạn sau lưng mình, những người thân, những người bạn, những người ân nhân, những người thầy, thì nếu ai muốn cần thông tin, Thúy chỉ cho thông tin, còn Thúy chỉ giao về cái duyên. Ai có duyên cần thông tin, Thúy sẽ hỗ trợ, sẽ cho biết, và Thúy sẽ hỗ trợ vui giùm các bạn từng các nước. Và trên công ty nó có hiển thị những cái tiền mua giá như thế nào là có hết. Thúy sẽ giúp cho các bạn dùng sức khỏe để giúp cho mọi người sống khỏe, sống hạnh phúc với gia đình ạ.
Vâng. Đó là niềm mà Thúy mong mỏi và trăn trở sau khi Thúy hồi phục và Thúy muốn lan tỏa sản phẩm này ạ. Dạ, biết ơn cả nhà đã lắng nghe ạ. Biết ơn chị Thúy rất là nhiều, câu chuyện của chị Thúy rất là hay, rất là cảm động. Và trên tay của Luận hôm nay thì chị Thúy có mang tới một cái hộp. Đây là chính là cái sản phẩm mà đã cứu đời của chị Thúy. Chị có thể cầm lên cho cả nhà xem không? Cái hộp này ấy thì nó có 5 cái chai, và mỗi một cái chai nhỏ như này này, đây này, một cái hộp như này. Thì đây là sản phẩm Made in Japan, mà trong này người ta ghi là mình sản phẩm này là có thể uống được. Nhưng mà hôm qua em thấy chị có thể xịt lên cả mặt và có thể dùng để massage, bóp, giải cơ cho em nữa, đúng không ạ? Dạ đúng. Rồi chị còn xịt cả vào khi mà rửa hoa quả ngâm nho tối hôm qua, đúng không ạ? Và ăn nho nó giòn, và nếu như mà những cái hoa quả hay là những cái rau củ mà nó bị những cái chất độc hại bám ở trên đấy thì có phải là cái này nó sẽ đẩy những cái chất độc hại đấy lên đi, đúng không ạ? Và hôm qua lúc mà em pha cả cái dinh dưỡng trà đậu đen mà được làm sẵn từ bên Việt Nam vào, lúc đầu nó có cái mùi dầu dừa, đúng không ạ? Mùi dầu dừa của chất hóa học mà mình xịt vào này vào cái thì nó sẽ nó cái mùi đấy nó bị khử hết, đúng không ạ? Ăn rất là thơm. Và cái sản phẩm này thì còn có thể dùng cho cả vết thương hở và cho trẻ con được, đúng không ạ? Đấy, vâng. Nó có thể, tức là có thể vừa xịt ở ngoài, vừa xịt vào ăn, xịt trực tiếp vào trong miệng cũng được, và pha vào nước uống, hay là cứ thế rót ra thìa uống trực tiếp được hả chị? Dạ, xin thầy Luận cho Thúy nói thêm một chút xíu về cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này được đóng, các bạn nhìn ba cái mộc ha. Đây là cái mộc tiến cử của 6,600 bác sĩ đã công nhận sản phẩm này. Bao đóng một cái mộc thì chỉ cần người dân Nhật nhìn vô vào cái sản phẩm này sẽ thấy là đây là cái mát của cái ống nghe của bác sĩ đó, cái ống nghe của bác sĩ. Cho nên là người ta nhìn, người Nhật họ nhìn vô đây sẽ được biết được là sản phẩm này gọi là an toàn. Và cái mạc thứ nhì đó là cái mạc của sport, là những người mà có thi vận động viên của Olympic đó, thì thuốc uống những thực phẩm chức năng có thể là sẽ không được phép uống, nhưng mà sản phẩm này cũng cho được phép. Và cái đóng được cái mộc, cái cờ Nhật dưới này, đây là làm tại Nhật Bản à. Và cái này nó có thể dùng cho tất cả từ A đến Z. Và thí dụ như nó sẽ hỗ trợ cho mình trong cái mỗi bữa ăn. Thí dụ như mình mua rau cải về, mình ngâm vào nó sẽ giữ được lâu hơn, và cái rau cải nó sẽ hấp thu dinh dưỡng của mình được nhiều hơn. Và mình xịt vào trong da mặt mình sẽ massage, sẽ những cái lỗ chân lông nó sẽ ra được nhiều hơn, những cái mụn nó sẽ lành lại, và nó sẽ diệt được những cái vi trùng mụn, và nó sẽ làm cho thường những người mụn sẽ bị cái vết thâm á, nhưng mà cái dùng cái sản phẩm này nó sẽ không có làm cho mình bị thâm. Thí dụ như hôm nay Thúy sẽ mở ra, anh Luận mở ra là mình ha, mở ra như vậy thì sẽ đổ vào trong đây. Một cái hộp này ấy thì chị Thúy nói là 1 sen, 1 man, 3 sen, 200 yên đúng không ạ? Mình mua theo giá chính thức công ty hết. Nếu ai ở nước ngoài thì phải cộng tiền cước về Việt Nam. Còn nếu mà ai muốn mua ở trên đây hết thì Thúy chỉ đứng đại diện là mua dùm. Còn nếu ai muốn làm kinh doanh với Thúy thì Thúy sẽ chỉ cho cách kinh doanh. Đó, dạ, khi mà cái sản phẩm này ra thì mình sẽ xịt vào trong miệng được. Này nó sẽ hỗ trợ đau cổ họng, viêm cổ họng hoặc nhức răng hoặc là hôi miệng, rồi nó sẽ xịt vào cái mặt mình được luôn. Hơi chua tí thôi, nhưng mà cái chua này nó là cái men chua đã chôn từ lòng đất hàng tỷ năm ở dưới, và nó nhận cái ẩm của độ ẩm của đất và không khí của trời, độ ẩm của trời, nó tạo cho một cái men thiên nhiên, chứ nó không hề có một cái hóa chất nào. Nó chỉ là cục đá xay ra, bỏ vào nước, lấy cái chất khoáng nó ra và đốt đi ra diệt khuẩn lên để mình dùng thôi. Nó không phải là một cái gì bỏ và hóa chất trong này hết, nó thiên nhiên 100% đó các anh chị. Cổ đại thực vật này gọi là khoáng chất cổ đại thực vật. Shizenni ở Nhật nó gọi là nước kỳ tích, có thể ong chích cũng được, chảy máu cũng được, bị phỏng lửa cũng được, bạch bị con gì đốt cũng được, mũi đốt cũng được, nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Và cái này mình sẽ
sẽ hỗ trợ cho khi mà massage body. Thúy đã nghiên cứu về dầu để mà massage body cho người Nhật, tại vì Thúy phản ứng về dầu, khi mà mùi hôi có dầu sẽ làm cho Thúy bị ngộp thở. Cho nên Thúy nghiên cứu này 7 năm trời, Thúy tìm được một sản phẩm mà nó thẩm thấu. Khi mình xịt vào trong tay như vậy nè, trong vòng mình chỉ thoa trong vòng 10 giây thôi, khi mà nó khoáng vào là nó sẽ kích thích những cái mao mạch, những cái mạch máu, nó sẽ hỗ trợ cho mình làm cho da mình. Khi mình mọi người á xịt một tay vô, mình sẽ làm thấy cái tay mình nó nhẹ hơn, cái tay mình thì nó máu này nó không thông bằng cái này, nó xịt nó sẽ đánh thức những cái mao mạch mình, nó làm việc tốt hơn, nó sẽ làm cho cái tay mình co ra co vô nhẹ nhàng hơn. Mà mình những người mà lớn tuổi, có cha mẹ lớn tuổi hay đau đầu gối, hay đau lưng, hay đau vai, hay mỏi vai gáy rồi, có thể hỗ trợ cái này rất là hay, tại vì nó là an toàn tuyệt đối ạ. Dạ. Vâng. Thế thì vâng, cảm ơn chị. Cái hộp này là 5 chai ở trong này, 5 chai, mỗi chai 100ml này là 1 man 3 sen 200 yên. Giá chính thức của công ty là 2 man. Giá chính thức của công ty là 2 man, nghĩa là 20.000 yên tiền Nhật, sau đó tiền thuế và tiền tự động. Nếu mà các bạn đó là nhân viên thì nó mới là giá 13.960 yên. À, giá chính thức công ty, giá chính thức công ty là Thúy xin nói lại, giá chính thức là 12.960 yên là tiền thuế, và cộng thêm tiền cước là tùy theo mình trả tiền chuyển khoản thì là 750. Nếu mình không trả tiền chuyển khoản tới nhà trả tiền thì mình phải mất 1.000. Đó là giá chính thức công ty là 12.000, nhưng phải cộng thêm thuế là 960 yên, là 12.960 yên, sau đó là cộng tiền cước chuyển tới nhà mình, mà phải là nhân viên thì công ty mới bán rẻ cho mình 30%. Còn nếu không là nhân viên, mua cái giá đầu tiên nó phải là 2 man 1.600 yên, đó là giá chính thức. Sau khi bạn mua lần thứ hai thì công ty mới bán được cái giá rẻ. Trên thị trường có rất là nhiều khoáng, tại vì khoáng này nổi tiếng mười mấy năm nay rồi, trong đợt dịch gì rồi là cứu được rất là nhiều người mạng người, cho nên là khoáng này sau đó nổi tiếng và hàng giả lan tỏa lên thị trường rất là nhiều. Công ty của Thúy không, tuyệt đối không bán rẻ cho bất cứ một nhân viên nào hết, nhưng mà có một số hàng bán rất là rẻ ngoài thị trường, thì đó là cái hàng gì Thúy không có biết, nhưng mà ở trên đây mỗi người mua đều có một cái mã vạch riêng của mình. Công ty chịu toàn bộ những cái gì mà khi sao dùng khoáng mà có trường hợp mà phản ứng gì sẽ công ty chịu trách nhiệm toàn bộ, nhưng mà mua ở ngoài thì không có trách nhiệm, đó là phải mua trúng trong cái mã vạch của công ty thì mới chịu trách nhiệm. Dạ. Vâng. Thế tính ra là một cái chai này là tiền Việt là bao nhiêu tiền yên, nếu như hiện tại Thúy đang bán tại Việt Nam một chai là 800 yên. À, 800.000 đồng 800.000 một cái chai này, một cái 100, chai này 100ml. Nhưng mà nếu mà bạn mua vào cái giấy cái số ID của công ty thì bạn sẽ được mua rẻ hơn. Dạ. Vâng. Đó thì công ty không bán lẻ, công ty chỉ bán nguyên một hộp 5 chai thôi. Cho thì những người mà cộng tác viên á, họ mua ra một cái hộp về họ sẽ bán thì họ mới kiếm tiền thu nhập riêng cho đúng họ rồi. Thì tức là mình mua là công ty bán là bán cả một cái hộp này 5 chai, sau đấy thì mình có thể mình phân ra mình bán những cái chai này lẻ, đấy là tùy vào từng người. Và tiền Nhật ấy mà giá của cái này, một cái chai này khoảng 5 sen ấy chị nhỉ? Bao nhiêu? Không, ở này để tính ra thì một chai là 4.000 yên. 4.000 yên. Dạ. Vâng. Ok, cảm ơn chị, rất là biết ơn chị đã giới thiệu sản phẩm này, và giới thiệu cái câu chuyện của chị rất là tuyệt vời. Quý vị mà muốn kết nối và hỏi thêm thông tin về chị Thúy Hoàng cũng như về Luận và về sản phẩm này thì hãy vào cái nhóm Zalo Luận để bên dưới nhé, thì chúng ta sẽ kết nối với nhau và có thể tư vấn trực tiếp kể cả những người ở Việt Nam hoặc ở Nhật Bản. Đấy, Luận tin tưởng rằng là cái sản phẩm này nó sẽ là một cái sản phẩm mà ở trong mọi gia đình, người nào, nhà nào cũng cần. Cảm ơn quý vị đã đón xem cái chương trình. Thì cho Thúy thêm nói, nếu bạn nào làm gì spa thì sẽ hỗ trợ cho cách massage cân nâng cơ mặt và cách massage body. Nếu mà các bạn nào mà cần tham khảo, Thúy sẽ hướng dẫn về cách sử dụng này rất là tốt, rất là kết quả. Dạ. Vâng, biết ơn chị, và hôm nay chị cũng đang đến chỗ Luận để hỗ trợ về phương pháp spa chăm sóc sức khỏe. Luận cũng mong muốn như chị Thúy Hoàng sẽ được chăm sóc sức khỏe cho tất cả quý vị nếu chúng ta có cơ duyên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Luận nói cái mặt nâng, hôm qua chị nâng cơ cho em cái hôm qua chị nâng cơ một bên mặt, bây giờ một bên mặt mọi người thấy không?
một bên mặt bên này nó đẹp hơn, nó gọn hơn so với bên này rất là nhiều đúng không? Đây là làm thử từ hôm qua thì cái phương pháp nâng cơ của chị ấy có thể giữ được 1 tuần đến 10 ngày, khác với những cái phương pháp nâng cơ khác chỉ được 1-2 ngày. Đấy, rất là tuyệt vời, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị. Biết ơn cả nhà.